em sợ hồi nữa anh Giang anh đội quần á, phải chiếu lại. Trời ơi, chưa gì hết mà cái gì? Tới đây cho nghệ sĩ đội quần. Tôi tưởng tượng ra công viên chỉ có hai chữ thôi: cam chịu. Nè, được đâu gì thật đầu nha. Trời ơi. Anh Giang nói vậy thôi, những người mà nói mình nói cái kiểu đó là chắc chắn ở nhà kiểu gì cũng có vấn đề, hiểu không? Đúng anh Đạt? Thế hiểu được, biết chia sẻ được với nhau. Quá sâu sắc. Em nghĩ ở nhà gia đình anh Giang có vấn đề. Ra đây bị ám ảnh. Ra đây bị ám ảnh anh Giang nghe không? Rất là hoạt hình luôn. Dạ. Từ hồi mà mình có con nhỏ thành ra là phong cách của mình nó trẻ thơ vậy đó hả Giang? À, mỗi chúng ta trong cuộc sống nó có mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn này là giai đoạn dậy thì của em. Bây giờ mới dậy thì. Bây giờ mới dậy thì đó. Em nghĩ đúng, Giang nói đúng. Mỗi một con người đều có một giai đoạn để mình là mình. Và giai đoạn này là giai đoạn lộ diện của Giang. Vâng, thưa anh, con sói là con sói già, chính một con sói già. Tự nhiên qua cái miệng của em anh thấy cái hình ảnh nó dễ sợ quá Thành. Rồi hôm nay cái động cơ nào thúc đẩy mà anh mặc bộ đồ màu đen mà có một bông hồng xám xịt ở đây vậy? Động cơ nào à? Em hỏi stylist đi. Đưa gì mặt nấy hả? Dễ lắm em ơi. Giống như là anh ấy làm mannequin cái móc treo qua đùi nguồn áo rồi đó. Mán cái gì lên cũng được hết trơn trời. Bữa nay chợ có bán bông gì thì người ta gài bông đó. Áp úp hả? Sáng giới. Đâu nãy giờ không thấy. Ồ oh. Ê, nó nghe là đồ chờ Bến Thành coi giờ. Bây giờ làm coi bộ được quá ha. Chờ dở hoài. Nghệ sĩ chân thành mà sao đem hàng giả được. Vợ tặng hả Thành? Dạ tặng anh. Vợ tặng hả? Đặng, dạ tặng được cái giỏ. À. Còn hộp em mua. Có tặng là vui rồi. Dạ. Vợ có tặng gì không Giang? Có tặng đứa con. Đúng. Cái đó nó còn giá trị hơn bao nhiêu lần cái hộp này nữa. Không, thực ra cái này là vợ tặng. À, vợ tặng. Vợ, cái ngày sinh nhật của em là vợ lấy tiền của em đi tặng em nè. À, lấy tiền của em mới tặng em. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có một cái cặp khách mời mà đó vợ chồng yêu thương nhau nha. Tặng quà cho nhau như cơm bữa. Là sao? Hôm nay mình tiếp vợ chồng hả? Vợ chồng luôn hả? Vợ chồng luôn em. Không nên nha, không nên nha. Nếu mà vợ chồng mình có được tặng không? Không ạ. Tại vì em phải, mình phải quán trị từ đầu. Sao? Đừng để gia đình họ lục đục, họ đem đến đây họ lục đục, ảnh hưởng chương trình. Sao biết ta lục đục? Ta hạnh phúc lắm. Hạnh phúc không? Hạnh phúc ngời ngời luôn. Vậy thì sao đến đây lục đục? Sao kỳ vậy? Bị chơi, sai, lục đục. Vậy cứ lục đi rồi hỏi cô có đục về không? Đi, về trước đi cái đã, mình coi vợ chồng đó là ai? Trong mắt công dân hình như có điều gì đó. U, bức. Chết rồi. Không lẽ gia đình lục đục mà chúng ta nói là... Sao chứ anh nhìn đứng kế bên thấy cái gương mặt người ta, cái ánh mắt người ta, cái chữ hạnh phúc nó tràn ra bên ngoài, nó tới chỗ cái ghế em ngồi luôn đó Thành. Vậy hả? Nói chung hôm nay tất cả chúng ta đều là hạnh phúc hết. Đúng rồi. Hạnh phúc. Hoa hậu đẹp quá, cao ngời. Gia đình gia đình hả? Con của ông chú ruột bên nhà em. Thấy nhìn là biết bên gì giống gia đình rồi. Không giống. Ủa không phải hả? Dân, họ gì? Dạ em họ Nguyễn. Đó. À. Tôi họ Võ. Hồi nãy là Thủy Tiên vừa bước ra tới đây là mặt không nhìn nè. Cái mặt đó làm sao? Cái tâm trạng bên trong, cái nội tâm sao? Đừng về đội này nha, đừng về đội này nha. Công Vinh nói là để vợ em về bên anh. Vợ em về bên anh. Em không có chút gì níu kéo hả Vinh? Không. Níu kéo gì? Hãy tay nó thử đi kìa. Anh ơi, mình xuống mình dắt tay chị. Cái này mà trong phim Tây Du Ký á là vậy nè. Chupa. Ủa sao tự nhiên tôi bị xua đuổi vậy trời? Thôi được rồi, về đây đi. Vậy thì mời Vũ về với Trấn Thành.
Mọi người phải để ý là khi cái cô này cô hát á là quay phim đứng trước mặt đúng không? Ừ. Còn có nhỏ không phải gái cái bên. Nó nói quá, đều con trắng nói quá thì cô này cũng bắt cười quá. Cô hát không được nên cái khẩu hình nó bị trên lệch, nó bị vớ vẩn tí. Dạ dạ dạ. Đó. Nhưng mà ẩn bên trong cái bộ đồ mà long lanh lấp lánh ánh sáng mùa hè này á là một giọng hát nhẹ nhàng. Giọng hát nhẹ nhẹ. Nhẹ nhàng và bolero. Dạng vậy à. Làm ơn chương trình lưu lại đoạn băng này thật kỹ. Một lát bẻ xong sẽ chiếu lại cho mọi người coi để kiểm chứng. Em thì em lại có một cái suy nghĩ như vậy nè. Em sợ hồi nữa anh Giang anh đội quần á, cái chiếu lại. Trời ơi, chưa gì hết mà cái gì? Tới đây cho nghệ sĩ đội quần. Anh Giang làm gì? Bây giờ đồn quần hả? Quần đâu mà đồn? Bây giờ mình đã hiểu tại sao Công Vinh không muốn ngồi ở bên đó rồi. Bị chờ đợi cái đó. Nói lại nè. Con này hát hay, anh hát. Hay không? Mình đồng đội mà, hồi đội chung. Rồi, vợ chồng không hợp ý kiến. Còn Khánh Vân sao em? Dạ không hay ạ. Không hay ạ, tại dạ sao? Không ạ. Tại sao? Dạ em nghĩ vậy thôi ạ. Em không biết. Xuất sắc. Em nghĩ vậy thôi ạ. Em thực ra là em thấy bạn này cũng hát không hay. Nhưng mà vì em sợ anh Giang một hồi chiếu lại cái đội, chiếu lại cái clip này á thì anh sẽ bị đội. Cho nên là đồng đội thì phải chia sẻ với nhau, phải yêu thương nhau, đội chung cho nó vui. Không cần phải. Thông minh như hai đội chung luôn cho nó vui. Em không biết là Công Vinh đã sống những năm vừa qua như thế nào. Cảm xúc làm sao? Cảm xúc làm sao Vinh? Em hạnh phúc mà. Em quen rồi. Mình nên ôm bạn đồng đội cái cổ vũ tinh thần đi. Cổ vũ. Bữa nay là Khương Dừa đã bắt tay với Nguyễn Thị Ngân. Mà tại sao khi ghi hình cái cậu đó lại focus vào cái ly cái gì đó Khương Dừa mà không focus vào cái mặt của người ta? Ủa em thấy mà. Nhưng mà không có ao nét. Nhưng mà em vẫn thấy. Ở đây không ai không thấy hết trơn. Nhưng mà nó bị ao nét hiểu không? Em là hiểu. Cái nét nó không có rõ. Nhưng mà em thấy rõ mà. Chị vẫn thấy rõ. Vẫn không hợp tác. Tôi tưởng tượng ra Công Vinh chỉ có hai chữ thôi. Cam chịu. Cực đầu cái gì? Cực đầu nha. Trời ơi. Anh Giang nói vậy thôi. Những người mà nói mình nói cái kiểu đó là chắc chắn ở nhà kiểu gì cũng có vấn đề. Hiểu không? Đúng anh Đạt. Thấy hiểu được cái nhau rồi. Cái nhau. Quá sâu sắc. Đây mình để bé Khánh Vân nói nè. Vân nói đi Vân. Cùng màu với bên đây, nhiều khi tâm ý tương thông nhìn ra được người này. Chị là chị thấy anh này nè, cầm cây nhưng mà lưỡi ngắn. Em cho chị coi cái lưỡi em chút được không? Không được em ơi, tự nhiên ta đang hình ảnh đẹp đẽ vậy kêu ta lè lưỡi ra kỳ lắm. Những lưỡi mới biết tự nhiên ta làm thí sinh ta đứng cầm cây kêu. Nghĩ chắc ảnh cũng hát được á anh. Nhưng mà hay không thì em không biết. Có thể nào riêng số này một mình tôi chơi được không? Vì sao trong tất cả những cậu này không mặc bộ đồ màu khác mà mặc bộ đồ màu xanh? Mang mọc. Đó chỉ là một sự ngụy biện thôi. Ở đây không có ai mà kim một chữ thổi gì hết trơn á. Cũng không phải là trợ lý đó gì hết trơn á. Nói lẹ đi chứ đợi lâu. Ừ. Hay nói lẹ đi sao? Đúng không quý vị? Khuôn mặt này là hát không hay. Hết. Lãng gian. Đó là Trường Giang. Bị lây nha. Lãng gian vậy. Ông bị lây nha Giang. Mà đấy mới dài. Mấy cái vụ mà bị xàm là bị lây lẹ. Bị lây đó. Sao hay? Hồi nãy lúc ông gọn diễn mà tiền cảnh là cái chiếc giày á. Tại nhỏ biên tập đứng sau máy nè. Gật đi. Không biết diễn gì yêu. Hát được. Dạ. Anh nhìn luôn đi. Anh nhìn số 4 luôn đi. Hát hay. Giận không? Tôi không giận. Nhìn đi. Nếu không thích thì nhận về đi chứ bây giờ. Tôi chỉ nói thôi chứ không vội vàng vậy đâu. Bảo vệ quá. Thưa quý vị, hồi nãy khi mà đang chiếu clip thì Tiên đâu có clip. Tôi ngồi bên đây mà. Gì vậy? Vlogger rồi mình lại không có hát hay được đâu. Hát hay đó. Hay không? Hay. Này để hát thì Tiên là ok đúng không? Ừ đúng rồi, anh còn đi. Vinh cũng khéo gài lắm. Cha này sao chả gài tôi hoài. Đi số 6 người ta gọi cho Việt Nam mình gọi là Lộc đấy. Lộc anh ok chọn. Tôi chọn cho chồng bài hát. Trời ơi, tôi chọn cho chồng bài hát. Cái gì vậy Giang? Dạo này bán buôn ổn không? Sửa đầu óc nói gì?
Em nghĩ ở nhà gia đình anh Giang có vấn đề. Ra đây bị ám ảnh. Ra đây bị ám ảnh anh Giang nha. Bây giờ này, chọn luôn không? Chơi không? Quốc Thị Tiên, chọn đi. Chơi luôn. Liều bao nhiêu em? Mình hát với một người ấy, mình hát với giọng mà cùng giới với mình thì cái quãng nó sẽ hợp nhất và nó sẽ hay nhất. Cho nên là Tiên chỉ có một vài option thôi. Mà còn phải cùng style nữa. Cùng style nữa. Tiên mạng gì? Em mạng hỏa mà bạn này đang mặc đồ thủy nè. Cái gì hỏa? La hán quả. Thủy là la hán quả. Yeah. Bây giờ là mình nói về mé nữ đi ha. Giờ nữ một. Thí dụ có hát hay đi chăng nữa là bà hát cái style diva chứ không bao giờ hát style mong manh. Được chưa? Cái cô số 5 bà nhảy đầm. Bà là sikiriki đánh đà, sikiriki đánh đà. Được chưa? Bà nhảy, bà ca cái kia đâu có được. Nè, số 6 nè. Ok, em chọn số 6. Ok. Wow. Chọn số 6. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng em. Hay quá. Sao tự nhiên cho ăn mừng. Không. Chơi một cái trò chơi phải có một người liều nó mới kịch tính. Đúng rồi. Tiên hiểu không? Người ta nên liều anh nhiều. Yes. Biết ăn gì. Thủy Tiên đã quyết định chọn cô bé số 6. Tiên ơi là Tiên. Chị chọn đúng rồi. Giang ơi. Yes. Ừ, Giang. Hôm nay anh cảm thấy em thực sự đơn độc. Em tin chị. Cái dân nó hòa nhập với cộng đồng rồi đó. Số 6 nó ra cười rồi chứ mà. Trời ơi, bà Tiên ơi. Bà sẽ thành bà điên chứ không còn bà Tiên. Nói nha, bạn này mà hát dở một cái tối nay ông ngủ ngoài đường á. Trời ơi. Đừng. Tiên anh là Tiên. Đừng hết phạm sai lầm này tới sai lầm khác. Người ta đang muốn ngủ ngoài đường mà. Từ lúc mà nó ngủ định kêu nó vô nhà nghe. Đúng rồi. Cú lừa ngoạn mục qua mặt cả Trấn Thành. Cái người có bao nhiêu năm kinh nghiệm ngồi đây vẫn bị em lừa. Anh là không có như là cái đội bên kia mà mỗi lần sai là cái giả bộ nó là muốn cho em một cơ hội hát bài hát hay. Xin hỏi bị lừa. Mọi quý vị đang có mặt tại trường quay, chúng tôi sai chưa? Nhưng xin hỏi mọi người rằng là đội anh Trường Giang đã chiến thắng chưa? Ai. Xin lỗi, chúng tôi chỉ thua về cuối thôi. Sao Tiên? Tức dễ sợ luôn. Tức gì? Nãy không lẽ em trào lên sân khấu. Em nhìn. Số 3 là giao bộ, sao chứ ca là vô nhịp, có nhịp đàng hoàng đấy. Không, em nói không hay. Không hay lắm mình loại. Đúng, loại, ghét. Trời ơi, chơi mà chơi hãm hại đồng đội tôi vậy. Đâu có chuyện gì được. Em sẵn sàng bỏ 2 triệu ra đem triệt đội Trấn Thành đúng không? Tại sao? Bây giờ tụi em được có kế hoạch. Phải loại số 3 tại vì số 3 hát hay đúng không? Đúng rồi. Thì lát nữa không còn người hát chưa Vũ. Đúng. Để Vũ phải gặp người hát dở. Đúng. Bên đây cũng gặp dở luôn, quê. Ủa sao kỳ vậy? Nè, tôi nói cho mấy người biết nha. Số 4 là hát hay. Số 3 chưa chắc và cũng chưa biết là họ có chọn số mấy nữa. Họ đang tung quả mù để chúng ta dấp ngã. Để rồi xem. Hiểu không? Mình phải tin bình tĩnh. Bởi vì qua họ không thể nào dấp ngã được. Dấp ngã được. Hiểu không? Bình tĩnh. Để rồi xem ha. Sau khi tôi nghe số 5 hát và các vị trí đã gần biết hết, tôi khẳng định luôn số 6 hát dở nha. Mình hơn nhau về cuối Tiên ơi. Cho em dạo chơi 2 vòng đầu đó. Chúng tôi tha thiết yêu cầu đề nghị một lời nói từ công dinh. Chọn số 5 loại nhưng mà chuyển sang đá số 4. Đúng. Nên anh đội này họ đoàn kết lắm. Chấp nhận chọn số 4 để số 4 thể hiện tài năng trước. Đúng. Đó. Còn một người hát hay nữa mà đội bên em sẽ chọn. Rồi đây Dương Triều Vũ sẽ chọn một giọng hát nam là giọng số 3. Yes. Và chất quốc. Chất quốc. Số 6 chắc ngon. Trời ơi, nó khóc kìa, nó khóc kìa. Hồi nãy lúc mà cậu ấy ôm Trường Giang có nói một câu. Dạ ôm vậy nè chứ. Sao họ ác với em vậy? Hồi nãy khi thằng bé nó lại nó ôm em nó cũng có nói nhỏ một câu. Ủa có nói luôn hả? Trời ơi anh ơi, em không muốn nói thôi à. Em sợ người ta buồn. Lại nói anh xin kệ ông Giang đi, ông khùng sao em không quan tâm đâu. Nó nói như vậy. Em ơi Thành ơi, vậy là em chưa biết rồi Thành ơi.
Thằng bé hồi nãy nó ôm anh, nó cũng có nói anh Vinh một câu nữa. Ủa, nói gì vậy? Nói gì vậy? Nói gì vậy? Nó nói thiệt ra hai ông nội này xạo hết á anh. Em không tin. Đi, còn số 3. Ok, chúng ta là những người đàn ông đoàn kết. Ăn cũng ăn chứ. Các bạn tưởng rằng số 3 là người hát hay à? Không cần biết hay hay dở. Nói chung biết số 6 hát dở là được rồi. Đúng. Yes. Yes. Nhưng mà từ đầu là đã biết liền. Làm sao qua được chị em mình. Trời ơi là trời. Làm sao qua được gia đình mình.